Mến chào cô chú anh chị đã trở lại với kênh Vườn Xứ Trúc Ly nha. Hôm nay vườn kiển của con xin giới thiệu với cô chú anh chị 5 cây giấy nha cô chú anh chị. Một cây giấy đế Mỹ ghép tím Pháp nha. Và 5 cây kia thì gốc thường ghép ngũ sắc Thái nha. Thái 5 màu. Cây số 1 rất là đẹp nha, chuẩn đẹp luôn nha cô chú anh chị. Không sưu tầm là rất là ổn luôn á. Này vườn con là bao ship gửi nguyên chậu, gửi bưu điện cho cô chú anh chị mình luôn, ship mọi miền tổ quốc luôn, ngoại trừ ngoài đảo nha. Ngoài đảo là nếu mà cô chú anh chị muốn sưu tầm hoa thì cho vườn con xin thêm tiền ship nha. Tại vì ngoài đảo là phí ship gấp đôi, con bao ship không nổi luôn. Bao ship là lỗ tiền cây luôn á. Đây có cây số 1. Cây số 1 là cây tím Pháp nha cô chú anh chị. Tím Pháp màu hoa rất là to. Này bộ lá lớn nha. Hoa màu tím đậm nha, hoa to hơn những bông bình thường nha. Hoa to hơn những giống khác. Cũng rất là xuyên bông nha cô chú anh chị. Cây này là hoành thân là 16 cm, chiều cao tính từ miệng chậu đi lên trên tới đọt là 70 cm nha cô chú anh chị. Cây này rễ rất là quái luôn. Cây này con bán với giá là 450, con bao ship toàn quốc luôn cho cô chú anh chị mình luôn nha. Đế Mỹ quấn tự nhiên mà cực kỳ quái luôn. Cây này có 3 chi đi lên nha cô chú anh chị. Đây là một chi nha. 2 chi nha. 3 chi. Cái này là gốc ghép nó liền da nè. Cái chỗ ghép, mắt ghép nó liền da với cái mắt ở trên này nè. Ghép cũng khá là lâu rồi. Cái này 3 chi. 3 chi 3 tầng biểu trưng cho thế tam đa. Phúc lộc thọ nha. Phúc lộc thọ trong cái thế bonsai á. Con chỉ mới tìm hiểu về các thế của bonsai nha. Con nói có gì sai thì cô chú anh chị mình thông cảm nha. Cây này một cốt thân đi lên 3 chi. Cây này với giá là 450, con bao ship toàn quốc luôn nha. Cực kỳ đẹp luôn á. Cái hoành 16 là cái hoành cũng khá là to, hoành thân 16 là cũng khá là to á. Bắt đầu từ cây số 2 đến cây số 5 nha cô chú anh chị là ghép thái 5 màu. Cái này là ghép gốc thường, thường là thân một cốt nha. Thân một cốt ghép chuẩn 5 màu luôn nha. Cây số 2 nè. Từ cây số 2 đến cây số 5 là đồng giá là 200.000 một cây, con bao ship toàn quốc luôn. Đây, đủ 5 màu hết nha cô chú anh chị. Đây là màu hồng, màu đỏ, màu vàng, màu cam ở đây, màu trắng gân nha. Vườn con bán là chuẩn 5 màu cho cô chú anh chị mình luôn á. Cái này chiều cao là tầm 50 đến 55 cm tính từ mặt chậu nha cô chú anh chị. Cây số 3 nha. Cây số 3 nè, màu đỏ, màu hồng, trắng gân, màu cam bên đây. Ủa màu vàng chứ. Cây số 3. Cây nào cũng thân một cốt đó nha cô chú anh chị. Cái gốc ghép đó là gốc một cốt nha. Cái này là về là để ban công hay là ở ngoài sân là làm tàn là cực đẹp luôn á. Cây này nè, cây bắt đầu từ cây số 4 nha. Vàng, trắng gân, hồng, đỏ. Đây vàng, cam. Cây nào cũng chuẩn 5 màu hết nha cô chú anh chị. Có cây 4 màu là do là nó chưa có nở bông, có còn một cái màu còn lại chưa có nở hoa. Chứ vườn con là bán chuẩn 5 màu cho cô chú anh chị mình sưu tầm nha. Nè, màu cái số 5 nha. Màu trắng gân, màu hồng, màu vàng, màu đỏ bên đây. Cái này màu cam nữa, màu cam bên kia. Màu cam bên đây. 200.000.
200 ngàn một cây bao ship. Thì giá mềm đó nha cô chú anh chị, giá rất là mềm luôn á. Này là con bao ship là giá mềm luôn á. Cây số 1 là giá là 450 nha. Cô chú anh chị mà sưu tầm cây nào thì alo số điện thoại của con nha. Số điện thoại con là 0358 899 853. Cảm ơn cô chú anh chị đồng hồ vườn của con.